Chào tất cả học sinh thân mến, hôm nay thầy lại nói tiếp với các em về phần tương giao. Tương giao nghĩa là gì? Tương giao có nghĩa là cái sự cắt nhau, tức là có giao nhau hay không. Tương là gì? Tương là vị trí tương đối nhá, chứ không phải là tương nhau đâu, được chưa? Đấy, tương giao có nghĩa là cái vị trí tương đối của các cái đường có giao nhau hay không. Đấy. Thế thì trong cái chương trình của chúng ta, chương trình lớp 12 đấy, thì phần hàm số nó có ba cái hàm mà chúng ta sẽ khảo sát sâu, đó chính là hàm bậc 4 trùng phương, hàm bậc 3 và hàm bậc nhất trên bậc nhất. Thế thì về cái lý thuyết tương giao nó sẽ xoay quanh những cái hàm đó. Tất nhiên là thầy sẽ trình bày cái lý thuyết tương giao chung, sau đó chúng ta sẽ đi sâu vào ba cái hàm đó và phần bài tập cũng vậy. Chúng ta bắt đầu nhá. Chúng ta đi vào mục 1. Đó là lý thuyết. Thầy có viết 1, 2, 3, 4 nhá. Đấy. Thế bây giờ cho một cái hàm y bằng fx có đồ thị là C1, cho một hàm y bằng gx có đồ thị là C2. Đấy. Ví dụ như ông C1 nó loằng ngoằng thế này đi. Đấy. C1. Ông đây là C1 nhá. C2. Đây là C2. Được. Thế thì nhìn trên đồ thị chúng ta thấy rằng mấy ông này nó cắt nhau tại 3 điểm là A, B, C. Thế chúng ta hiểu như sau này. Nếu mà mình có một cái hệ trục OXY đấy, thế thì khi A, B, C chúng ta gióng xuống thì đây chính là XA, đây là XB, là xc, còn gióng sang bên này là y, đúng không? Đấy. Chúng ta thấy một cái chuyện như sau này, hoành độ giao điểm của C1, C2, hoành độ là x nhá, được chưa? Là nghiệm của fx bằng gx, đấy. Là nghiệm của phương trình fx bằng gx, tức là gì? Tìm x a b c ở đâu, là giải cái phương trình này ra này là đẻ ra được x a b c, được chưa? Thế một cái câu nữa chúng ta lại phải chú ý nữa này, là số nghiệm thì chính là bằng số giao điểm, tức là gì đây? Đây là sao? Số nghiệm của sao thì bằng số giao điểm của C1 và C2. Đấy, tức là gì? Ông hai ông cắt nhau tại bao nhiêu điểm thì lúc đấy cái phương trình sao này có bấy nhiêu nghiệm. Cho nên là người ta cứ xoay xoay hai ông này lại với nhau. Ví dụ có câu hỏi là hãy tìm M chẳng hạn, để thì cái đồ thị này cắt đồ thị kia tại 3 điểm thì lúc đấy lại chuyển về xét với phương trình. Để có những bài thì người ta lại tìm M để cái phương trình đấy có 4 nghiệm phân biệt. Thì lúc đấy là có những cái lúc để quay sang đồ thị nhìn thì nó lại nhanh hơn. Đấy, tức là chúng ta luân chuyển ở hai cái khái niệm. Một là nghiệm của phương trình, hai là số giao điểm của đồ thị. Đấy. Thế thì đặc biệt thêm một tí nữa. Đặc biệt là gì? Đồ thị y bằng đồ thị của hàm số nhá. Đồ thị hàm số tức là đồ thị y bằng fx này, đây là c này, giao với trục hoành. Chữ thầy hơi xấu tí nhưng mà thầy nghĩ là chúng ta vẫn đọc được nhá. Nếu mà có một không đọc được thì nhớ nhắn ngay vào Facebook cho thầy nhá, là đề nghị thầy viết rõ hơn, được chưa? Còn nếu mà vẫn đọc được thì cái xấu thì nó rơi vào yếu tố ở thì tố chất rồi nhá. Giao với trục hoành thì chúng ta suy ra xét, tức là gì đây, suy ra phương trình hoành độ giao điểm, hoành độ giao điểm là fx. Ôi tôi chết, giao với trục hoành đúng không? Các trục hoành là gì đây? Một điểm ở trên trục hoành thì y bằng không, tính là gì đây? Bằng không. Nhớ cho thầy nhá, tức là sau này người ta nói là hãy tìm m để gì đấy, đồ thị đường thẳng đấy,
đồ thị hàm số đấy giao với trục hoành tại mấy điểm phân biệt, thì giao với trục hoành nhớ là phải nhớ đến cái phương trình Ax bằng 0, được chưa? Rồi, đấy là một cái lý thuyết này. Bây giờ chúng ta đi sang mục 2, tương giao hàm bậc 3. Thì hàm bậc 3 sẽ là y bằng ax 3 cộng với bx bình với cx cộng d. Tất nhiên ở đây là a khác 0 rồi thì nó mới là bậc 3 nhá. Thế thì hàm bậc 3 ví dụ như vậy. Đấy, thế thì nó sẽ cắt tại cùng lắm là bao nhiêu thôi? Một cái đường thẳng. Người ta nói đến tương giao, người ta hay nói đến cái chuyện là cái đường đồ thị C, C giao với cái đường delta y bằng mx cộng n. Đấy. Thế thì lúc đấy chúng ta suy ra cái phương trình hoành độ giao điểm. Giao điểm chính là cái phương trình ax mũ 3 cộng với bx bình cộng với cx cộng d bằng mx cộng n. Đấy. Thế thì sao? Thế thì ở đây nó có những cái điều gì đặc biệt? Thứ nhất là cái phương trình này luôn có nghiệm. Phương trình luôn có nghiệm. Đấy. Thế bây giờ người ta muốn là gì đây? Nó phải có, nó có luôn có nghiệm, tức là ít nhất là một nghiệm này. Đó. Khi nào thì nó có hai nghiệm? Khi nào thì có hai nghiệm? Luôn có nghiệm này. Khi nào phương trình bậc 3 có hai nghiệm? Phương trình bậc 3 có hai nghiệm. Thì lúc đấy chúng ta hình dung, tức là cái bậc 3 này này, ông này chuyển sang bên này nhá, coi như là một cái bậc 3 mới, được chưa? Đấy. Thế thì cái bậc 3 mới á, phương trình bậc 3 ở đây là thầy đang nói đến bậc 3 là ax mũ 3 cộng với bx bình cộng với cx cộng với d và không á, có hai nghiệm. Thì chúng ta hình dung này, lúc đó chúng ta coi cái hàm này là nó cắt một cái đường là gì đây, song song với trục ấy, ba nghiệm này. Bây giờ hai nghiệm, hai nghiệm thì cái đường này phải đi qua cực trị. Thế thì chúng ta có là tương đương với cái chuyện đó là, thì lúc đấy là y cực đại nhân với y cực tiểu nó bằng không. Đấy. Thế thì trường hợp, tức là tại sao có cái này? Tại vì là lúc đấy là hoặc là y cực trị bằng không này, hoặc là y cực tiểu bằng không, hoặc là y cực đại gì đấy bằng không. Đó. Tiếp tục. Nhưng nhớ là thầy đang xếp cái hàm này nhá. Phương trình bậc 3 có ba nghiệm thì dẫn đến cái chuyện là y cực đại nhân với y cực tiểu nó nhỏ hơn không. Tại sao vậy? Tại lúc đấy là cái đường y bằng không đây này, là trục hoành đây này, nó xen ở giữa cực đại và cực tiểu, thì một ông lớn hơn không, một ông bé hơn không. Đấy. Có một nghiệm tương đương với chuyện là hoặc là y cực đại nhân y cực tiểu lớn không. Đấy. Đây là đang nói đến y cực đại y cực tiểu, có nghĩa là nó có cực trị nha. Nhưng mà nó còn một cái tình huống nữa là nó không có cực trị thì nó cũng chỉ có một nghiệm thôi. Cho nên là y phải lớn không với một x thuộc r. Thế thì cái điều này thì tương đương với delta của y phải nó bé hơn hoặc bằng không. Đấy. Đây là bức tranh về cực trị nhá, bức tranh về tương giao, tức là nghiệm của một cái phương trình bậc 3. Tại vì bậc 3 mà giao với đường thẳng thì chuyển vế chúng ta vẫn được bậc 3, cho nên thầy đang xét trường hợp là đối với bậc 3 là ax mũ 3 bx bình cx cộng d bằng 0. Thế thì đây là truyền thống cũ quá rồi. Chúng ta luôn luôn có cách hai. Là gì? Đó là mốt 5. Mốt 5 chúng ta sẽ có phương trình bậc 3. 4, 5, 4 chúng ta sẽ có phương trình bậc 3 ngay. Và lúc đấy là chúng ta sẽ có rất nhiều cách chúng ta dùng đến Casio. Tất nhiên là phải dựa vào các cái tư duy làm nhanh của thầy nữa rồi. Chứ một bài mà chứa tham số thì làm sao chúng ta Casio được luôn, đúng không? Lại phải dựa vào các cái tư duy khác để chuyển nó mất tham số đi.
Được chưa? Đây là bức tranh chúng ta chú ý cho thầy nhá. Tiếp tục thầy muốn nói đến ba tương giao hàm bậc 4 trùng phương ax bình cộng với bx ax mũ 4 cộng với bx bình cộng với c bằng 0. À chết, y bằng, cứ nghĩ ra phương trình. Ok nhá. Thế thì hàm bậc 4 trùng phương này này, khi mà chúng ta gặp tương giao á thì chúng ta sẽ hay gặp cái dạng là dạng hay gặp đó là c ở thị c, c giao với trục ox tức là trục hoành, hoặc là c giao với một cái đường thẳng song song với trục ox, hoặc là c giao với một cái đường thẳng delta có dạng y bằng b à, y bằng m. Tức là sao, để người ta chuyển nó về cái dạng phương trình là vẫn là ax mũ 4 cộng với bx bình cộng với c bằng 0. Tức là bậc 4 thôi, bậc 4 nhưng mà nó là bậc 4 trùng phương. Chúng ta hoàn toàn đặt t bằng gì đấy? Đặt t bằng x bình thì chúng ta sẽ được cái chuyện đó là at bình cộng với bt cộng với c bằng 0. Thầy đặt đây là phương trình 1, đây là phương trình 2 nhá. Chúng ta chú ý này, cái bước chúng ta vừa làm ở đây, chúng ta đã chuyển một cái bậc 4 về bậc 2 rồi. Bậc 2 này có bao nhiêu câu chuyện? Bậc 2 này có chuyện đầu tiên là nếu 2 mà vô nghiệm thì tất nhiên là 1 vô nghiệm rồi, không nói làm cái gì nữa, đúng không? Tiếp tục, nếu 2 mà có nghiệm kép, có nghiệm kép, nhưng mà có nghiệm kép đủ chưa? Có nghiệm kép nhưng mà kép đấy phải làm sao? Kép đấy phải lớn hơn hoặc bằng 0. Thì suy ra là gì đây? Nếu 2 có nghiệm kép này mà lớn hơn 0 này thì suy ra là 1 có nghiệm có 2 nghiệm phân biệt. Cái nghiệm kép đấy nếu đặt nó là T đi, T1, 2 đúng không? Thì có hai nghiệm phân biệt là cộng trừ căn T1, 2. Đấy. Còn nếu có nghiệm kép bằng 0 thì 1 có duy nhất x bằng 0. Đấy. Nghiệm của 1 là nghiệm x, nghiệm của 2 là nghiệm T, được chưa? Rồi, đây là trường hợp có nghiệm kép. Vậy nếu 2 mà có nghiệm kép bé hơn 0 thì sao? Suy ra 1 vô nghiệm. Rồi, tức là hai nghiệm kép là xong rồi nhá. Câu chuyện tiếp theo. 2 có hai nghiệm phân biệt. Hai nghiệm phân biệt thì cái tình huống đầu tiên là T1 T2 đều lớn 0. Thì suy ra là 1 có 4 nghiệm phân biệt là cộng trừ căn T1 và cộng trừ căn T2. Nếu 2 có hai nghiệm phân biệt T1 lớn 0, T2 bén 0. Đấy. Thì lúc đấy chúng ta suy ra là 1 có hai nghiệm phân biệt là cộng trừ căn T1. Đấy. Nếu 2 mà lại đến đây rồi đúng không? Nếu 2 mà có 2 nghiệm âm T1 bén 0, T2 bén 0 thì suy ra 1 vô nghiệm. Rồi, thế còn cái trường hợp gì nữa cũng nhỉ? Hai nghiệm dương này, hai nghiệm âm này, một âm một dương, và còn một trường hợp nữa. Nếu T1 bằng 0, T2 lớn 0 thì 1 có 2 nghiệm. Có 3 nghiệm. 3 nghiệm. 3 nghiệm là gì?
là 0 này và cộng trừ căn T2. Rồi. Nếu mà có tiếp tục thầy viết nốt vào đây nhá. Nếu mà T1 bằng 0, T2 bé hơn 0 thì suy ra là gì đây? 1 có nghiệm là x bằng 0, duy nhất x bằng 0. Đấy. Còn trường hợp nào nữa không nhỉ? Nếu mà 1 ở đây là hai nghiệm phân biệt rồi đúng không? Vậy chúng ta thấy rằng này. Bắt đầu nhận xét này. 1 có những tình huống nào về nghiệm? 1 này có hai nghiệm phân biệt thì nó rơi vào những tình huống nào? Rơi vào tình huống là có nghiệm kép lớn không, hoặc là có một nghiệm âm và một nghiệm dương. Đấy. Thế một có duy nhất nghiệm khi nào? Khi nó có nghiệm kép x bằng 0. Duy nhất nghiệm và nghiệm đấy x bằng 0. Có duy nhất nghiệm x bằng 0 khi mà một nghiệm bằng 0 và một nghiệm bé hơn 0. Đấy. Tiếp tục. Khi nào thì nó có ba nghiệm? Đây. Chỉ có đúng một trường hợp duy nhất để nó có ba nghiệm, đó là gì? Phải có một nghiệm t bằng 0. Cái này sau này mình dùng là gì đấy? Người ta nói là hàm bậc 4 trùng phương mà phương trình bậc 4 trùng phương mà có ba nghiệm. Thế thì chúng ta biết ngay rằng gì đấy? Có một nghiệm bằng 0, thử bằng 0 vào cái tìm ra được tham số nhá. Khi nào thì nó có bốn nghiệm phân biệt? Khi mà nó cái hai này nó có hai nghiệm phân biệt đều lớn hơn 0 thì lúc đấy nó mới có bốn nghiệm phân biệt. Khi nào thì nó vô nghiệm? Khi có hai nghiệm phân biệt âm, khi có nghiệm kép âm và khi ông này vô nghiệm. Ồ, nhá. Chúng ta hãy nhìn cái bức tranh mà thầy vừa vẽ ra chúng ta để sau đấy chúng ta định lại xem là khi nào thì nó có, khi nào vô nghiệm, khi nào nó có một nghiệm. Và nghiệm đấy sẽ là gì? Khi nó có một nghiệm thì nghiệm đấy chính là nghiệm x bằng 0, được chưa? Khi nào thì nó có hai nghiệm, khi nào nó có ba nghiệm, khi nào nó có bốn nghiệm. Và rất dễ nhận ra rằng nếu nó có lẻ nghiệm thì chắc chắn là nó có nghiệm x bằng 0. Đấy, ví dụ như một cái sự rút ra như vậy. Trong phần bài tập thì chúng ta sẽ đi đá đưa rất là nhiều. Thầy cho chúng ta quá nhiều bài tập luôn và có hướng dẫn giải nhá. Phản hồi lại cho thầy bất kỳ một cái gì mà chúng ta mong muốn để chúng ta học tốt hơn. Đấy. Tiếp tục chúng ta sẽ đi sang cái mục tiếp theo. Đó là tương giao hàm bậc nhất trên bậc nhất y bằng ax cộng b chia c cộng d. Thế cái này quá dễ luôn. Chắc là nhiều bạn bảo chết thầy đang quay bài trắc nghiệm mà sao thầy chiếm nhiều, chưa thấy câu trắc nghiệm nào vậy. Thầy đang đưa chúng ta lý thuyết, mà lý thuyết như này là lý thuyết cực kỳ tinh tế và là cốt lõi lắm rồi đấy nhá. Chờ tí. Thì tất nhiên là cái chuyện là ví dụ giao ông này với một cái đường là C giao với một cái đường delta y bằng mx cộng n. Thì dẫn đến cái chuyện là lý thuyết thầy nói rồi, cho nên thầy viết tắt chỗ này luôn là ax cộng b chia c cộng d bằng mx cộng n. Đấy, thế sau đấy thầy ví dụ một bài luôn cho dễ nhìn nhá. Đây nhá, thầy lấy một ví dụ để chúng ta đỡ chán, không ngồi chết ông này chiếm lý thuyết liên tục. Mình thì đang ngồi học thì buồn ngủ đã đành đúng không? Cho ví dụ luôn. Bây giờ này, cho cái hàm như vậy, tìm m để cái đường thẳng d này nó cắt c tại hai điểm phân biệt a b c d, chọn em nào? Ta thử xem nào. Thế thì bây giờ tất nhiên chúng ta sẽ làm trắc nghiệm, chúng ta sẽ xét ngay cái phương trình là x chia cho x trừ một bằng trừ x cộng m. Rồi. Nhân bung lên chúng ta sẽ được là x bình trừ đi m trừ 2x trừ m bằng 0 x khác khác 1. Xin lỗi, chỗ này là x cộng 1 nhá. X khác trừ 1. Thế thì đến đây là gì đây? Để nó có hai nghiệm phân biệt thì ông này phải có hai
Ông này này phải có hai nghiệm phân biệt x khác trừ 1, được chưa? Đó là gì đây? Nó tương đương với thay x bằng trừ 1, tương đương với này. Đây phải có hai nghiệm phân biệt x khác trừ 1. Đấy. Thế thì để có hai nghiệm phân biệt x khác trừ 1 thì thứ nhất là delta phải lớn 0 này. Thứ hai là gì? Thay trừ 1 vào ông này phải khác 0 này. Thế là cũng mệt, đúng không? Thì thôi thầy lại vẫn cái con đường nói tự luận rồi. Thôi bây giờ nói trắc nghiệm nhá. Cái trắc nghiệm này. Cách hai này, câu chuyện đầu tiên chúng ta nhìn vào cái đáp án chúng ta thấy rằng là có cái ông m thuộc r này thì tất tần tật những bọn này chỉ là một cái bộ con kín thôi, bộ phận của nó thôi. Đấy. Thế thì bây giờ thầy mới chốt thử xem là m bằng 1 có được không? Thế là thầy sẽ có cái phương trình là gì đấy? Với m bằng 1 này. M khác 1 này. Thì bây giờ thầy thử m bằng 1 xem có được không, được chưa? Tại vì nếu m bằng 1 mà được, m bằng 1 mà được thì câu chuyện nó rất là kinh khủng như sau này. M bằng 1 mà được thì chắc chắn là D loại. M bằng 1 mà được thì chắc chắn là C loại. M bằng 1 mà được thì chắc chắn là B loại. Và lúc đấy chỉ còn mỗi A. Đấy là cái điểm cực kỳ thuận lợi, gọi là tư duy điểm thuận lợi, được chưa? Nhưng mà để nhìn ra được cái điểm này thì nó phải qua quá trình chúng ta làm nhiều nhá. M bằng 1 thì thấy là gì? X chia cho x cộng 1 bằng gì? Bằng trừ x cộng 1, làm với cái chỗ mà không có m thấy sướng hơn hẳn, đúng không? Thế thì chỗ này nếu mà chúng ta nhân lên được, có đến đây ca sô chúng ta có nhiều thủ thuật, nhưng mà thôi cứ nhân lên cái x thì là bằng là 1 cộng x nhân với 1 trừ x thì là bằng 1 trừ x bình, đúng không? Lấy máy tính ca sô thôi, là x bình cộng x trừ 1 bằng 0. Cái này có mấy nghiệm phân biệt. Đến đây lại còn không cần ca sô nữa cơ. Tại vì là nhìn thấy hai ông này nó trái dấu. Nhớ này, AC mà trái dấu thì phương trình bậc 2. Tức là phương trình bậc 2 AX bình cộng BX cộng C bằng 0 mà A nhân C bén 0 thì suy ra luôn luôn có hai nghiệm phân biệt. Mà lại còn kinh dị hơn ở cái chỗ là gì đây? Trái dấu. Tức là nó có hai nghiệm phân biệt và có một nghiệm âm, một nghiệm dương luôn. Đấy, nhớ cái này sau dùng nhiều. Thế đến đây, vậy m bằng 1 có thỏa mãn không? Tất nhiên là thỏa mãn rồi. M bằng 1 thỏa mãn, vậy thì loại D, loại C, loại B và A chính là đáp án cần tìm. Chúng ta đã thấy cái sự đặc sắc của trắc nghiệm chưa? Cái làm trắc nghiệm, tư duy điểm thuận lợi, xong chưa? Rất chuẩn. Còn nếu không thì chúng ta vẫn cứ làm tự luận như bình thường. Xong. Còn nếu mà nó đỡ tinh tế hơn thì chúng ta sẽ là gì đây? Chúng ta lấy một giá trị của m. Ví dụ m lớn 1, chúng ta lấy một giá trị m bằng 2. M bằng 2 mà được thì chúng ta sẽ loại được gì đây? Loại được ông này. M bằng 2 mà được thì vẫn không loại được ông này, đúng không? Đấy. Xong lại lấy m bằng âm 2 mà lại cũng được thì lại loại tiếp ông. Đây, cách 3 là đỡ tinh tế hơn m bằng 2. Ok, thỏa mãn. M bằng âm 2 cũng thỏa mãn. Cuối cùng là phải chọn A. Tại vì sao? A nó chứa được cả B và C nhá. Thì đây là những cái sự đỡ tinh tế này, tinh tế nhất này, đỡ tinh tế này. Còn cái này là không tinh tế này, đúng không? Còn rất nhiều cách nữa và chúng ta hãy thử tạo ra tiếp các cách khác xem nhá. Rồi, thế bây giờ lại chém tiếp một tí nữa. Cái chỗ là có nhiều bạn hỏi thầy. Thế nếu mà câu hỏi bây giờ là giao tại hai điểm phân biệt lại thuộc hai nhánh, thế thì cái từ nhánh ở đây nó do cái gì quyết định? Thì chúng ta chú ý nhánh này. Đây chúng ta hình dung này, cái đồ thị nó bị cái đường x bằng 1 này này quy định. Tức là nhánh hay không, tức là do nghiệm của x bằng âm 1 thuộc hai nhánh. Thế thì hai nhánh khác nhau nhé, thì dẫn đến là cái chuyện là sẽ có nghiệm x1 bé hơn trừ 1 và bé hơn x2. Trong trường hợp tổng quát thì nó chính là trừ D trên C lớn hơn x1 và bé hơn x2. Đấy, thuộc hai nhánh khác nhau. Thế thì để nó cắt tại hai nhánh khác nhau thì là câu chuyện về tự luận sẽ dẫn đến cái bài toán là, thầy đặt ở đây là x0 nhé, dẫn đến cái bài toán là AFX0 bé hơn 0
Tức là ở đây là phương trình bậc 2 AX bình cộng BX cộng C bằng 0, được chưa? Dẫn đến chuyện này nhé, và nhớ cho thầy chuyện này luôn. Còn nếu mà thuộc hai nhánh, thuộc cùng một nhánh thì lúc đấy là gì đấy? AFX0 lại lớn bằng 0 cùng một nhánh. Thì nó phải có là delta lớn hơn 0. Hai nghiệm phân biệt nhé, thầy đang nói đến hai điểm phân biệt. Và AFX0 lớn bằng 0. Đấy. Nhưng mà để thuộc nhánh trái thì thuộc cùng một nhánh, ví dụ như này, như này, thì đây là nhánh trái, đây là nhánh phải. Muốn thuộc nhánh trái thì là x1 cộng x2 trên 2 phải bé hơn là x0 là trừ d trên c. Thế thuộc cùng một nhánh, đây là nhánh trái nhá. Thế thuộc cùng một nhánh là nhánh phải. Thì cái chỗ này vẫn là delta lớn 0. AFX0 lớn bằng 0, nhưng mà x1 cộng x2 trên 2 thì lại phải lớn hơn x0. x0 là cái trừ d trên c đây này. Đấy. Nhưng đây là câu chuyện của tự luận. Và nhớ hết chỗ này thì cũng mệt, tuy nhiên nhớ được nó cũng tốt nhá. Còn câu chuyện về chúng ta sẽ dùng tư duy trắc nghiệm đó là gì? Tất những cái gì nó liên quan đến tham số đó, thì chúng ta sẽ làm thế nào để nó mất tham số bằng các cái tư duy nhanh. Còn phần này này, thực chất nó ngày xưa nó thuộc lớp 10. Nhưng sau đấy chương trình mới, chương trình mà chúng ta đang học đó, sẽ khoa học đang học đó, là bỏ cái này đi rồi. Cho nên thầy nghĩ là để mà bắt buộc phải dùng cái này thì là sẽ không có. Mà chỉ có là gì đấy, lựa chọn dùng một cái khác hay dùng cái này, hoặc là dùng một cái tư duy về trắc nghiệm của thầy. Đấy. Tuy nhiên là thầy quan điểm là gì, thầy vẫn cung cấp cho chúng ta, tại vì là thêm được cái gì càng hay thì càng tốt, đúng không? Chỉ cần chúng ta cố gắng, ta chăm chỉ, chúng ta sẽ nạp được cả những cái thứ này nữa. Thế thì nó quá tuyệt vời. Chúng ta làm 50/50. Còn những bạn bảo thôi em bỏ chỗ này, em chỉ lấy khoảng 40/50 hoặc là 45/50 thôi, thì chúng ta lại chỉ cần yêu cầu đến mức là nắm tư duy của thầy này, xong rồi các thứ bình thường này, vân vân, đại khái như thế. Tức là thầy đưa cho chúng ta mà bất kỳ một ai chúng ta cũng có thể học được, tùy vào cái mục đích cuối cùng của mình. Và cái mục đích cao nhất đó là gì? 50 câu trên 50 trong vòng 90 phút. Đấy. Vậy phần lý thuyết tạm tạm là như vậy. Chúng ta sẽ đi sang phần bài tập. Bây giờ chúng ta đi sang phần bài tập. Bài tập màu hồng. Tức là làm về trắc nghiệm này nó vui lắm. Nếu đơn thuần cái bài này nhá, chúng ta chú ý này. Bài tập 1 này, cho gà bậc mà cho gà bậc 3 này, tìm m để ông này nó cắt ô x tại 3 điểm phân biệt. Thế thì câu chuyện sẽ dẫn đến là cái phương trình là x mũ 3 trừ 2m cộng 1x bình cộng với m trừ 1 x cộng m cộng 1 bằng 0, và muốn nó có 3 nghiệm phân biệt, đúng không? Thế thì cái này mà làm tự luận là mệt. Mệt vì sao? Ồ, đầu tiên này, theo đúng phương trình tự luận này là nhẩm nghiệm này, x bằng bao nhiêu đấy này, xong bắt đầu Hockney hay là phân tích thế nào đấy này, cho nó bằng 0 này. Để có 3 nghiệm phân biệt thì này, bên trong này phải có 2 nghiệm phân biệt khác, nghiệm x0 này này. Xong rồi delta lớn 0 này, thay x0 vào thì ông này khác 0 này. Tức là rất là mệt. Tuy nhiên thầy vừa mới nói quy trình tự luận chúng ta xong rồi đấy nhá. Phân tích này đấy. Thế thì cái quy trình tự luận đấy sẽ được phân tích như thế này. Thầy cứ nói để chúng ta nắm qua tinh thần nhá. Đó là x trừ 1 này. Bên trong sẽ là x bình trừ 2mx trừ m trừ 1. Để có 2 nghiệm phân biệt thì này. Cái delta là thầy nói delta của ông này nhá. Delta lớn 0 này. F1 khác 0 này. Đấy. Lằng nhằng một hồi ra. Mệt. Bây giờ chúng ta đi theo cách trắc nghiệm. Casio thế nào? Với những bài này, cái phương pháp mà đặc biệt hóa hoặc là điểm thuận lợi nó rất là tuyệt vời, làm thầy thấy vui nhanh. Bây giờ chúng ta làm gì? Thầy cầm Casio đã. Bây giờ muốn nó có 3 nghiệm phân biệt thì đáp số đây rồi.
chúng ta sẽ chọn điểm, chúng ta thử xem, sau đấy chúng ta bấm máy tính. Tại vì khi mà em cho M một giá trị rồi thì câu chuyện là gì? Cái phương trình này nó lại là trở về phương trình bình thường, mốt năm là xong hết. Rồi, thế bây giờ cho M bằng bao nhiêu? M bằng bao nhiêu chúng ta thử xem nào. M à, M bằng bao nhiêu nhỉ? Thầy sẽ cho M bằng bằng 1. M bằng 1 thầy xem chỗ này nào. Bằng 1 là nó có thuộc gì chỗ này không? Ở ông này. Đây, ví dụ cho M1 nhìn vào đây rất là thích nhẩm luôn. Chơi phương trình là x mũ 3 trừ đi 3x bình cộng 2 bằng 0, đúng không? Mốt 5 đi. 4. Bây giờ cứ thay rồi 1 này trừ 3 này 2 này bằng này. À số chết nhau. 1 này trừ 3 này 0 này 2 này bằng này. X1, X2, X3. Rồi, bao nhiêu? Vậy thì lúc đấy chúng ta sẽ loại được cái gì? M bằng 1, thỏa mãn không? Thỏa mãn tốt. Vậy thì loại A. Loại D. Vậy là còn mỗi B và C thôi, đúng không? C thì có chứa B không? Hay là B là chứa C? B là trừ vô cùng đến 0 và 0 đến trừ vô cùng, còn C là chỉ là 0 đến trừ vô cùng thôi. Cho nên bây giờ thầy thay một giá trị âm trừ 1 thì suy ra là x mũ 3 này trừ 1, đúng không? Trừ 1, trừ 1 vào đây là bao nhiêu? Cộng x bình, đúng không? Cộng x bình này trừ 2 x bằng 0. Cái này bằng 0 mà bấm tiếp vẫn đang cái lượt đang trong máy tính sẵn này. A là 1 này. A 1 này, B bằng 1 luôn này. B 1 này. C bằng trừ 2 này. D bằng 0 này. Bòm, bòm. 1, 2, 3, 3 nghiệm. Vậy tốt rồi. 3 nghiệm. Vậy thì gạch C, vậy B chính là đáp án cần tìm. Nói thì nhiều nhưng mà bấm thì nhanh vô cùng. Tại vì chỉ việc M1 cái có phương trình tách M1 tách xong. Xong chưa? Còn ai mà làm chậm quá M1 mà hết giờ mất rồi, loại được D và A rồi thì thôi khoanh bừa một cái đi, đúng không? Tức là có rất nhiều cách để người ta làm nhá. Thôi thầy chỉ bày hai cách như vậy đã. Chúng ta sẽ đi tiếp vào ví dụ tiếp theo. Tiếp tục chúng ta đi vào bài tập thứ hai. Cho hàm bậc 4 và tìm M để đường thẳng đây này nó cắt cái đồ thị tại hai điểm phân biệt. Thế thì một là chúng ta đã nắm cái lý thuyết lúc nãy thì cho rồi, đúng không? Hai là bây giờ thầy thôi, bây giờ thầy xử lý theo một cái hướng khác nhá. Còn hướng kia thì chúng ta đã biết rồi, đúng không? Thì chúng ta về chúng ta chiến đấu theo hướng đấy nhá. Thầy muốn nói là gì? Thầy muốn nói là đặc trưng vào hàm này, rồi sau đấy thầy nói tổng quát ra nhá. Hàm này là hàm thế nào nhỉ? Đây là hàm bậc 4, sau này nhìn nhá, nhớ này. Nếu mà dấu của hàm này này nó cùng dấu thì có nghĩa là nó chỉ có một cực trị thôi, và nếu này dương thì nó đây a lớn không, một cực trị mà a lớn không thì nó vòng như này đấy. Thế cái đường y bằng m là cái đường nằm ngang. Bây giờ để nó cắt tại hai điểm phân biệt thì cái đáy này này nó phải lớn hơn cái đáy này. Cái đáy này chúng ta có biết như thế nào không? Cái đáy này lúc nào nó cũng là f0 nhé, tại vì là nếu là bảng biến thiên chúng ta sẽ thấy ngay, còn thầy đang nói đặc điểm cho chúng ta luôn. Cái đáy này, cái chỏm này lúc nào x là f0 nhá. F0 ở đây bằng mấy? Bằng 5. Vậy ồ chỉ cần m làm sao thôi, m lớn 5. Đây là đáp số cần tìm. Xong. Hết. Rồi bài tổng quát. Nếu mà một hàm nó như thế này. Thì đây là a bé không và nó chỉ có một cực trị thôi. Tức là gì? AB một cực trị mà. Một cực trị thì AB làm sao nhỉ? AB lớn bằng 0. Thế thì cái đỉnh này lúc nào cũng là F0. Cho nên để nó có hai nghiệm phân biệt thì chỗ này thì M lại bé hơn F0. Đấy. Thế nếu nó là thế này
thì chỗ này nó vẫn là F0, cứ cái tròn cái đỉnh ở giữa nhé, rồi là F0. Thế để có hai nghiệm phân biệt, trong này là A lớn 0 và có hai nghiệm phân biệt, có ba cường trị thì A, B bén 0. Nhiều bạn thắc mắc cái chỗ này này, nhưng mà thầy đã nói lý thuyết rồi nhá. Hàm bậc 4 nếu AB bén 0 trái dấu thì lúc đấy nó sẽ có ba cường trị luôn. Còn tại sao có, thầy đã nghiên cứu nhiều và đã đưa ra cho chúng ta luôn. Thế thì ở đây cần gì đấy? M lớn hơn F0. Thế nó thế này thì sao? Chỗ này là F0. Muốn cắt tại hai điểm phân biệt. Vậy thì ở đây là A bén 0. Tất nhiên AB ở đây bén 0 rồi. M bé hơn F0. Đấy. Vậy thì cái việc mà nó có hai nghiệm phân biệt đó, thì chúng ta sẽ dẫn đến cái tình huống là chúng ta so sánh với F0 thôi. Thì đấy là một cái sự đúc rút rất là tuyệt vời. Tại vì sau này F0 thì sao, thay vào cái là chúng ta biết ngay, đúng không? Và bạn nào lại còn muốn nhớ hơn một tí nữa thì A thấy rằng là A mà lớn hơn 0 mà muốn nó có hai nghiệm phân biệt thì chỗ này là M lớn hơn F0, đúng không? Thế thì chúng ta sẽ có M lớn hơn F0. Đấy. Thế nếu A mà bé hơn 0 mà để có hai nghiệm phân biệt thì chúng ta có M bé hơn F0. Đấy. Vậy chốt lại, thầy vừa mới đưa cho chúng ta một loạt phải đến 4 bài đấy, mặc dù đây là một bài nhá. Để sau này cứ gặp hàm bậc 4 trùng phương mà cái đường y bằng M, tất nhiên sau này biến thể có thể là M cộng 1 thì chúng ta hiểu rằng M cộng 1 nó giống như là một cái M lớn, được chưa? Thì chúng ta sẽ đi so sánh với F0, chỉ cần nhớ cái cốt lõi đấy thôi. Còn nếu ai nhớ cặn kẽ như này cũng được, tại vì rất nhiều anh chị thi Đại học Quốc gia Hà Nội mà sau đó thầy gặp ở tân sinh viên đấy thì nói rằng là em nhớ hết những cái công thức mà thầy cho, tại vì là làm quá nhiều bài tập, đến đoạn sau nó thành là sẵn ở trong đầu, giống như chúng ta nhớ bảng hiệu chương rồi á, thì lúc đấy phản xạ cực nhanh nhá. Tiếp tục mở game sang bài tập thứ 3. Cho một cái hàm bậc nhất trên bậc nhất một đường thẳng D và để D cắt H tại hai điểm phân biệt thì K sẽ như thế nào? Thế thì cách 1 là cái cách tự luận là chúng ta sẽ có x trừ 4 chia cho x cộng 2 bằng kx trừ 2. Sau đó chúng ta sẽ được một cái phương trình bậc 2. Đây thầy cho chúng ta luôn. Ta sẽ được một cái phương trình bậc 2, đó là kx bình cộng với 2k trừ 3 x bằng 0 và x phải khác trừ 2. Ông này phải có hai nghiệm phân biệt. Thì ở đây là có một cái chuyện, đó là có nghiệm x bằng 0 rồi này, để có hai nghiệm phân biệt. Phương trình bậc 2 muốn có hai nghiệm phân biệt thì cái ông K này chắc chắn nó phải khác 0 nữa này. Đấy. Thế chúng ta sẽ có là K khác 0 này, x bằng 0 này, và x bằng 2K trừ 3 chia cho K. Trừ 2K trừ 3, tức là trừ 2K cộng 3 chia cho K. Và x lại phải khác trừ 2, tức là ông này lại phải khác trừ 2 nữa. Thế thì giải ra thì chúng ta sẽ được cái đáp án là đáp án C. Đấy, thế cách làm tự luận nhá. Tuy nhiên là thầy sẽ có cái cách thứ hai. Cách thứ hai và có cả cách thứ ba nữa. Cách thứ hai chúng ta sẽ nhận thấy một điều như sau này. Cái gì sẽ tạo ra x bình là sẽ chính là cái mẫu này nhân lên đây. Cho nên muốn nó có hai nghiệm phân biệt thì chắc chắn là cái x nhân với kx này chỉ có ông này tạo ra x bình, cho nên chắc chắn thầy biết nó có kx bình. Nên chắc chắn phải có cái chuyện là k khác 0. Đấy, vậy nhìn vào thì thầy ngay là phải có k khác 0. Thế trong các cái đáp án này thì đã có k khác 0 chưa? Có rồi. Đáp án này có k khác 0 chưa? Có rồi. Đáp án này có k khác 0 không? Đáp án này không. Cho nên chắc chắn là chúng ta sẽ loại được D. Chứ không phải là chúng ta loại B và A luôn đâu nhá. Đấy là một cái cách để chúng ta lướt nhanh, chúng ta có thể nhận ra được là C có thể đúng, A có thể đúng, B có thể đúng, đúng không? Đấy, k khác 0.
Thế thì đấy là một cách. Còn cái cách mà chúng ta làm đó là gì đấy? Chúng ta có thể thay ca một cái giá trị nữa. Bây giờ chúng ta sẽ thay ca bằng bao nhiêu? Thế thì nếu mà chúng ta muốn làm tường minh thì chúng ta sẽ có x trừ 4 trên x cộng 2. Chúng ta cho k một giá trị. Ví dụ bây giờ chúng ta cho k bằng bao nhiêu? Là sẽ có, ví dụ ở đây em cho bất kỳ đi, em cho k bằng 1/2 thì sao? Thầy đang nói thêm một chút ở chỗ này. Tại sao thầy lấy k bằng 1/2? Tại vì là thầy cho cái ông này nó bằng ông x trừ 4 này, tức là theo tỷ lệ này. Đây là 1/4 đúng không? Thì đây là 2, thì đây sẽ là 1/2. Thế có nghĩa là chúng ta biết ngay sẽ có nghiệm x bằng 4. Đặt x bằng 4 ra ngoài thì ở trong này là 1 trên x cộng 2 bằng một cái số gì đấy. Thì chúng ta sẽ giải ra được đúng không? Vậy thì 1/2 có được không? Chắc chắn là được. Không cần làm chúng ta cũng biết nó sẽ có nghiệm, hai nghiệm. Đây này, em hình dung là sẽ đặt được x trừ 4 ra ngoài này. Bên trong là 1 trên x cộng 2. Đây là 1/2 đúng không? Trừ 1/2 bằng 0 thì chắc chắn là chúng ta sẽ làm được. Một nghiệm đây, một nghiệm ở đây đúng không? X cộng 2 bằng 2 thì x bằng 0 nữa đấy. Thế thì ở đây chúng ta thấy là x bằng 1/2 được. X 1/2 được thì chúng ta thấy rằng là A sẽ loại đi. 1/2 được thì chắc chắn B cũng loại đi. Tại vì B là cần gì đấy? Lớn 1/2. Vậy thì cái giá trị 1/2 này nó rất là tinh tế ở cái chỗ là gì đấy? Nó lọc và loại đi được A, B để chúng ta chỉ còn C thôi. Và một cái đặc điểm đó là gì? Là thầy lấy để cho thầy nhập nâng nghiệm ngay là gì đấy? Cái ông này này, nó sẽ có nhân tử giống như ở trên tử. Và đây là một cái kinh nghiệm sau này chúng ta làm đối với cái bài tương giao bậc nhất trên bậc nhất nhé. Vậy thì chỉ thông qua lý thuyết này, khá là đầy đủ này, thông qua một số bài tập, thầy đã tạo ra được một cái bức tranh thầy nghĩ là toàn cảnh về các phương pháp tư duy. Tại vì sao? Làm ở đây có nhiều khi là các cái dạng ngày xưa tự luận ấy, nó bị phá bỏ hết rồi khi mà chúng ta có những phương pháp tư duy mà thầy hướng dẫn chúng ta. Chúng ta thấy không? Thay giá trị, ok, điểm thuận lợi, nó đã giải quyết được rất rất là nhiều dạng. Và sẽ còn trong bài tập tự luyện sẽ có rất nhiều cái cách đưa đề bài nữa, và thầy muốn chúng ta hãy làm quen với nó, hãy biến mình thích nghi với các cái dạng câu hỏi trắc nghiệm để mình là một cái người linh hoạt, xử lý nhanh nhẹn, sáng tạo trong cái lúc làm bài. Và có nhớ có bất kỳ vấn đề gì thì hỏi lại thầy qua Facebook Tuấn Nguyễn nhé, qua khóa học nữa.